Các bạn thấy này, cái thớ thịt nó dày chưa? Mình có thể xé cho các bạn xem. Đó. Hello anh chị em, Mèo Xanh An rất vui được gặp lại mọi người trong video clip review ẩm thực tiếp theo. Và trên tay tôi ngày hôm nay đó chính là sản phẩm mực trùng khô tẩm Khánh Hòa. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Mực trùng khô tẩm Khánh Hòa, nghe tên thì quen quen mà cũng lạ phải không ạ? Mực thì quen rồi nhưng mà mực trùng thì chắc là mọi người cũng ít được nghe thấy nếu như ở ngoài Bắc. Và tôi cũng vậy. Thực ra thì tôi nghĩ đây là tên gọi địa phương. Nhìn cái kiểu dáng con mực, hình dáng con mực như thế này thì tôi cũng là dân biển mà. Thì tôi thấy đây thì đó là con mực ống. Có thể là trong tên gọi địa phương thì trong Khánh Hòa thì gọi là mực trùng. Đó, và đây là sản phẩm mực trùng khô tẩm. Và nhìn thấy thì mực đã được tẩm rồi, có ớt và tôi nghĩ là có cả gia vị mắm muối đầy đủ. Sờ vào con mực thì mình thấy tương đối mềm. Có lẽ đây là mực đã được phơi khoảng vài nắng, gọi là có thể là mực một nắng cũng được hoặc là mực héo đấy. Đó, mềm mà mình thấy có độ dẻo. Mực thì mình thấy cũng rất tươi luôn. Đây là một cái điểm cộng, mặc dù là đã được phơi khô, phơi héo đấy ạ. Mà các bạn nhìn không, cái lớp da này, cái lớp da của con mực nó vẫn còn óng ánh. Một trong các điểm nhận biết mực tươi ngon đó là cái lớp da các bạn nhé. Nhìn vẫn còn lấp lánh óng ánh như thế này, chứng tỏ là khi mực mà được sơ chế, được phơi đấy thì là những con mực tươi. Và cái đầu của nó vẫn còn dính liền với cái mình. Và cái lớp da tươi óng ánh như này thì đó là con mực rất là tươi ngon các bạn ạ. Ở trong Khánh Hòa thì mọi người sử dụng cái mực này để dùng để ăn cơm. Mình nghĩ thì đây là một cái sản phẩm là đã được tẩm ướp gia vị vừa vặn để ăn cơm. Dùng là để chiên hoặc là nướng. Chiên thì là sẽ là phổ biến hơn. Vậy nên là trong clip này mình cũng sẽ chiên để mình ăn thử xem là cái mực trùng khô tẩm này nó hương vị như thế nào các bạn nhé. Ok, mời các bạn cùng thưởng thức với mình các bạn nhé. Wow, vừa rán mà thơm nức mũi luôn các bạn ạ. Con mực này khi mà chưa rán ấy thì nó được ép ở trong cái túi hút chân không ấy, thế nên là nó bị xẹp lép ra. Nhưng mà mình rán lên ấy thì bắt đầu nó mới nở phồng và nó tròn con mực rất là đẹp. Đây các bạn nhìn này. Đó, thấy chưa? Nó tròn vo luôn, con mực nó nở ra. Đó. Sờ con mực này rán xong mình thấy rất là chắc chắn luôn. Rất là dẻo. Và bây giờ sẽ thưởng thức nó luôn các bạn nhé. Hay mình sẽ chấm với tương ớt. Ok. Chiều dài con này tầm 12 cm. Với con mực như này thì là con mực trưởng thành. Tầm này ăn rất là ngon luôn. Cái dâu nó dán lên các bạn thấy không? Xoăn tít luôn. Đảm bảo cái dâu này lát nữa ăn sẽ rất là giòn. Đó. Cái đầu và cái mình ấy nó được gắn rất là chắc với nhau. Ở đây là con mực rất là tươi. Chỉ có tươi thì đầu và thân nó mới chắc chắn như vậy. Ở đây thì người ta đã làm rất là sạch rồi. Người ta làm sạch cái ruột và bầu mực. Vậy nên là bên trong là rất là sạch sẽ. Chỉ việc ăn thôi nhá. Ok, mình sẽ thưởng thức nó. Xin mời mọi người. Mình sẽ cắn cái đầu trước. Đúng là cái dâu của nó rất là giòn, dai. Cái đầu ngon lắm ạ. Đây là cái mai con mực nhá. Người có thể bỏ đi. Ăn cũng được. Không sao.
Mà mình không thích cái mai đấy. Giờ mình ăn thử đến cái mình. Nè, bạn nhìn không? Ngon chưa? Gia vị thấy mình thấy là nó đúng thật là cái này dùng để ăn cơm nên là nó hơi đậm một chút. Nhưng mình ăn thấy được. Dai dẻo, đậm đà ngon lắm. Ăn cơm thì đảm bảo tuyệt vời luôn. Mực ngon. Mực này đúng là chỉ có chiên thôi. Chiên thì nó gặp mà dầu gặp mỡ đấy. Thế nên là ăn con mực mình cảm thấy nó có cái độ ngậy béo ngon. Nướng thì mình nghĩ là nó sẽ rất là khô. Nhưng mà nếu mà dùng để uống bia thì nướng thì được. Nhưng mà cái này chiên rán lên thì ăn cơm rất là ngon đấy. Thêm đĩa rau luộc với nước rau nữa, đảm bảo tuyệt vời. Một gói kia mình chỉ rán thử có 4 con thôi. Mình thấy là với cái tầm 4 con này là một người ăn hoặc là một người ăn tầm 3 con là được. Mình là thuộc tuýp người ăn mặn. Thế là con mực chủng tẩm này, cái gia vị của nó đậm đậm, là mình rất là thích. Mình ăn cái vị thì mình thấy là đây đã được tẩm là gia vị gồm mắm, muối, có một chút đường, bởi vì mình thấy nó có cái vị ngọt khi mà nhai kỹ. Và ớt, ớt thì bên ngoài bề mặt ngoài thì cũng thấy có ớt. Nhưng mà ăn thì cũng không cay. Thường thì mọi người tẩm ớt với cái mục đích là phơi ấy, là để cho ruồi nhặng nó không bu vào thôi. Thế nên là bắt buộc là phơi cái đồ khô như này là phải có ớt hoặc là ớt bột. Thế nhưng mà họ cho tỷ lệ rất vừa phải. Ai không ăn được cay cũng ăn được, trẻ con ăn được. Các bạn thấy này, cái thớ thịt nó dày chưa? Đó. Rất là dày nhá. Mình có thể xé cho các bạn xem. Đó. Dày chưa? Mực dày, con thì tươi. Thế nên là mình thấy đánh giá đây là con mực rất là ngon và chất lượng. Làm từ mực tươi là chắc chắn rồi. Thớ mực dày, đó. Thấy chưa? Đây là mực cái tầm nhỡ nhỡ thôi, chưa hẳn là mực to hẳn. Mực ống này mà nó to hơn mà làm mực khô nữa thì mình mực nó dày lắm, ngon lắm. Mà tầm này ăn cũng rất là ngon rồi. Được. Ok, vì cái mực chủng tẩm này họ tẩm ướp vừa vặn đậm đà để ăn cơm. Thế là mình quay review cái này. Thế nên là ăn hai con rồi mình thấy là
À, phải ăn với cùng với cơm thì nó mới ngon được. À, vậy nên là thôi mình đã ăn test như vậy và mình cũng để đánh giá cho các bạn rằng cái con mực này nó rất là tươi, rất là ngon. Nếu các bạn mua mực chủng tẩm Khánh Hòa mà dùng để ăn cơm thì rất là tuyệt vời luôn. Nó rất là đậm đà, thịt dai. Cái mình của nó rất là dẻo luôn. Mực tươi ngon nhá, mình dày, dẻo. Ăn cơm thì là hợp lý hơn. Uống bia thì nó sẽ hơi đầm một chút. Ok các bạn nhé, mực ngon lắm, mực chủng tẩm Khánh Hòa. Các bạn hãy comment xuống dưới video này. Nếu như ở địa phương, ở vùng miền các bạn có đặc sản gì ngon thì hãy giới thiệu cho Mèo Xanh ăn. Tôi cùng với mọi người là sẽ cùng test và cùng trải nghiệm xem là cái đặc sản ở quê hương các bạn nó như thế nào. Và rất là mong chờ các bạn hãy comment các bạn nhé. Và các bạn thấy video clip này hay, hãy chia sẻ và giới thiệu cho mọi người biết để với cái món đặc sản rất là thơm ngon đặc biệt đến từ Khánh Hòa như này, mực chủng tẩm. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.